Ok, chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tagger đây. Thì tiếp tục với cái chủ đề là review và trải nghiệm mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất trong cái tựa game Lockfood nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay tiếp tục với cái chủ đề đó thì mình sẽ share đến cho mọi người một cái phiên bản hack mới nữa trong cái tựa game Lockfood. Và cái bản hack lần này mình mang đến cho mọi người là nó rất là mượt nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy là trên màn hình của mọi người á, một lần nó farm quái là nó farm sẽ được 6 con nha mọi người. Đây, thì mình đang test cái chức năng là auto farm level nè. Thì bây giờ mình sẽ test luôn cho mọi người xem ha. Đây thì hiện tại là mình số con đánh là 0/9 nè. Đây bây giờ mọi người đợi quái nó ra nè, thấy không? Đó, quái ra nó sẽ gom lại để nó đánh nha. Và nó đánh trong vòng chưa đầy 10 giây nữa là xong nha mọi người. Đó, chưa đầy 10 giây là được 6 con mọi người thấy không? Từ 0/9 mà bây giờ thành 6/9 rồi mọi người thấy không? Rất là mượt ha. Đó, và cái bản hack ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người nó có tên là Ego Hub nha mọi người. Và cái bản hack này á, theo thông tin mà mình được biết á, là nó mới vừa được tạo ra nha mọi người. Đó, nó có tên là Ego Hub. Và đặc biệt á, là nó sẽ có thể mở tắt được luôn nha mọi người. Đó, đánh một lần rất là ngon luôn. Đánh một lần là 6 con nha mọi người. Thì làm nhiệm vụ thì mọi người có thể biết rồi, đánh càng nhiều á, là chúng ta sẽ càng làm nhiệm vụ nhanh nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nói sơ cái bản hack này cho mọi người nghe ha. Rồi thì đầu tiên là ở phần main. Thì ở phần main chúng ta sẽ có những chức năng chính, chẳng hạn như là auto farm level này, auto farm Minet Island này, rồi auto farm battery có luôn nha mọi người. Đó, auto farm battery, rồi auto farm chest. Đây, có luôn cái chức năng auto farm chest cho mọi người ha. Và đặc biệt là cái auto farm chest trong đây là mình cam đoan với mọi người treo sẽ không bị kích nha mọi người. Đó, rất là ngon ha. Rồi có luôn cái auto chai bon cho mọi người nè. Thì kéo xuống chúng ta sẽ có cái phần là auto farm boss. Thì cái này chắc chắn rồi, auto farm boss thì mọi người lít vào rồi mọi người chọn con boss là mọi người muốn đánh thôi. Đó, chẳng hạn như ở đây có rất là nhiều con boss, thì đây mọi người sẽ chọn, chẳng hạn như mọi người chọn con body này đi, chọn xong rồi thì mọi người tích là auto farm boss thì sẽ tự động dịch chuyển tới con boss này để đánh. Đó, rồi tiếp theo luôn chúng ta sẽ có những cái chức năng là auto farm obsession này, có rất là nhiều cái auto farm. Đó, đó là về phần main ha. Tiếp theo là phần setting. Rồi thì trong phần setting này chúng ta sẽ có những cái setting bổ trợ cho cái đánh ha mọi người. Chẳng hạn như có luôn cái chức năng anti AFK thì mọi người bật lên luôn cho mình. Đó, anti AFK này, rồi win mode này. Win mode thì chúng ta sẽ có là win mode normal, win mode extra. Thì ở đây á, mình khuyên mọi người là nên bật cái win mode normal ha. Còn cái win mode extra thì nó sẽ rất là lag nha mọi người, mình không khuyến khích mọi người bật ha. Đó, tiếp theo là fast attack. Fast attack thì mặc định là nó đã bật rồi. Fast attack thì mọi người cứ bật lên cho mình ha. Đó, fast attack normal nè. Rồi cái whisk scan thì mọi người có thể bật lên cho máy mọi người đỡ lắc ha. Đó, whisk scan thì mọi người bật lên là máy của mọi người sẽ đỡ lắc đi. Đó, thì cái whisk scan này á, mọi người bật lên nhưng nó sẽ vẫn farm cho mọi người nha. Đó, mọi người thấy không, nó sẽ tiếp tục nó farm cho mọi người, thì bật lên nó sẽ đỡ lắc thôi. Đó, rồi tiếp theo là dưới là có cái phần là setting battery nè. Đó, tiếp theo là phần weapon. Rồi phần weapon thì chúng ta sẽ có những cái chẳng hạn như là auto đi thu thập tài nguyên nữa mọi người. Đây, auto super human nè. Đó, auto super human, auto death staff, shaman karate. Thì mấy cái này á, chẳng hạn như mọi người muốn đi thu thập super human thì mọi người bật lên, nhưng với điều kiện là mọi người phải có những gì mà super human nó cần ha. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo là phần star. Rồi phần star có nghĩa là tự động nâng chỉ số ha. Đây thì chẳng hạn như là cái mình đang có 30 điểm kỹ năng mình chưa có nâng này. Thì bây giờ mình muốn nâng á, thì bây giờ mình chỉ cần tích vào thôi. Đây thì bây giờ mình sẽ tích vào cái auto star melee ha, thì nó sẽ tự động nâng cái điểm cận chiến nha mọi người. Đây mình tích vào nè. Đó, tích vào một cái thôi thì nó sẽ tự động nâng nè mọi người thấy không? Đó, tự động nâng nè. Đó, rất là ngon ha. Đó, đó là phần star ha. Rồi tiếp theo là phần player. Phần player thì sẽ đánh PvP với nhau. Thì cái này mình nghĩ mọi người biết rồi, thì chọn player là chọn người chơi trong server nè. Đó, chọn xong rồi thì mọi người muốn coi bạn này đang làm gì thì mọi người nhấn vào specific player. Đó, tích vào thì mọi người sẽ biết là bạn này đang làm gì. Đó, rất là ngon ha. Rồi chẳng hạn như là mọi người muốn dịch chuyển tới bạn đó thì mọi người nhấn vào teleport player. Còn muốn farm á, muốn tự động lại đánh bạn đó thì mọi người nhấn vào auto kill player thì sẽ tự động lại đánh bạn đó ha. Rồi tiếp theo là phần teleport. Thì teleport đây á, thì mình nghĩ là mọi người đã quá là biết rồi, thì mọi người chỉ cần click vào cái select island nè. Đó, mọi người click vào select island để mọi người chọn ha. Đó, chọn đảo. Đây, chọn đảo, chẳng hạn như mọi người chọn cái đảo Trigger này, chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái bên dưới này đó, để mọi người tích vào cái chữ teleport thì sẽ dịch chuyển mọi người đi. Đó, tiếp theo là phần dungeon. Rồi thì trong dungeon thì chúng ta sẽ có là cái auto buy chip này, auto star dungeon này, các thứ ha. Rồi tiếp theo phần food. Rồi thì phần food thì chúng ta, trong cái phần food chúng ta sẽ có là auto random food nha mọi người. Đây, auto random trái ác quỷ nè. Rồi auto store food là sẽ tự động bỏ cái trái ác quỷ vào trong kho đồ ha. Rồi SP thì SP ở đây thì mọi người bật lên này, nó SP player thì bật lên thì nó sẽ hiển thị thông tin người chơi trong server mọi người ha. Đó, SP player.
Đây hiển thị nè, mọi người thấy là nó sẽ hiển thị cái thông tin người chơi nè mọi người thấy không? Đó. Còn FB Food, đây FB Chat là sẽ hiển thị thông tin gương ha. Đó, FB Chat là sẽ hiển thị thông tin gương. Rồi FB Food là sẽ hiển thị thông tin trái nha mọi người. Đây hiển thị thông tin trái quỷ. Thì do là cái server mình đang chơi hình như là nó chưa có cái trái quỷ spam ra mọi người, thì nó sẽ không có hiển thị ha. Đó, đánh rất là mượt. Trời ơi, mượt quá là mượt luôn nha mọi người. Đó. Rồi SP thì có vậy thôi, rồi tiếp theo là bằng shop. Rồi bằng shop thì chúng ta sẽ có là bán vũ khí nè, bán tài nguyên nè, bán kiếm, bán súng rồi thì mọi người có thể mua trong bằng shop. Đó, rồi phần mít. Rồi phần mít thì cũng không có gì nhiều đâu mọi người ạ. Thì nói chung là đó là những gì mà trong cái bản thác này mình muốn mang đến cho mọi người. Rồi và bây giờ chúng ta cùng đến với cái chủ đề chính của video, là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta auto farm level ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để có thể auto farm level ha mọi người. Rồi thì để auto farm level thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành chọn vào cái phần main. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ chọn select weapon thì mọi người sẽ chọn vũ khí. Thì ở đây là hiện tại là mình đang có cái đá ra lửa với lại cái ống nước, thì mình sẽ chọn cái đá ra lửa rồi mình sẽ chọn led ha. Đó, chọn xong rồi thì sau đó mọi người kéo xuống ngay cái chữ là đây, ngay cái normal mode nè. Đó thì mọi người click vào thì mọi người chọn chế độ farm. Thì ở đây thì mình khuyến khích mọi người là nên chọn cái chế độ là normal mode ha. Đó thì normal mode này, fast mode này, no quest là nó sẽ tự đi đánh quái, nó không nhận nhiệm vụ ha. Đó, có nether farm được cái thứ nè. Rồi thì đây mình sẽ chọn normal. Chọn xong rồi thì mọi người chỉ cần tích là farm select mode thôi. Đó, tích lên cái thì sẽ tự động đi nhận nhiệm vụ nè, rồi tự động lại đánh nha mọi người. Đó. Thì cái máy mình á thì bữa nay làm như là mình chạy nhiều cái phần mềm cùng một lúc quá, bởi vì nó hơi đơ mọi người ạ. Đó chứ không phải là do bản hack lắc nha. Đó, đơ thì đơ nhưng nó đánh rất là nhanh nha mọi người. Đó, mặc dù máy mình bị đơ rồi mà đánh rất là nhanh nên là mọi người cũng đủ hiểu là cỡ nào rồi. Đó, rất là ngon. Rồi, đó là cái phần farm level ha. Thì farm level thì mọi người cứ yên tâm đi, rất là mượt. Thì cái farm level mọi người có thể thấy là nãy giờ mặc dù máy mình nó hơi đơ đơ một tí mà mọi người có thể đánh nè. Đó, máu xuống rất là nhanh nha, mà là một lần nó đánh là 6 con nha mọi người. Đó, một lần nó đánh là 6 con, rất là ngon. Đó, đó là cái phần auto farm level. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test luôn cái phần auto farm chat cho mọi người ha. Rồi thì để auto farm chat thì mọi người vú xuống ngay cái phần là auto farm chat to win nè, thì mọi người tích lên cho mình. Đó, tích lên cái thôi thì nó sẽ tự động đi thu thập chat nha mọi người. Đó, thì máy mình là nay mình chạy nhiều phần mềm quá thì nó hơi đơn tí mọi người ạ. Đó, nó sẽ đi thu thập hết tất cả các gương trong cái server mọi người ha. Đó mọi người thấy không? Trời ơi, thu thập nè, nó gương quá trời gương nha mọi người. Đó, gương chỗ này mà sao chịu nổi mọi người. Đó, gương quá trời luôn. Đó. Thì nó thu thập từng đảo ha, thì đảo nào thì chẳng hạn như cái đảo trên trời mình vừa thu thập xong rồi, thì bây giờ nó sẽ tự động nó dịch chuyển tới cái đảo khác để nó thu thập tiếp nha mọi người. Thì mình đảm bảo cho mọi người sử dụng cái chức năng auto chat này nó sẽ không bị kích. Cái lý do là cái này là nó sẽ dịch chuyển từng đảo để nó farm chứ nó không có TP nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, nó sẽ dịch chuyển qua cái đảo khác để nó farm nè. Đó, 1000 mấy tiền rất là nhiều ha. Đó, sẽ dịch chuyển tới những cái đảo cho nó farm tiếp. Đó, thì đó là những gì mà trong cái video này. Và bây giờ mời mọi người cùng đến với phần hướng dẫn nào, let's go. Nếu mà cài đặt được cái clean giọt nước V4.1 mới nhất hiện tại nha mọi người, thì cái clean giọt nước này mới được bên nhà phát hành fix cái lỗi nha mọi người. Thì như mọi người có thể biết thì sáng giờ thì cái clean giọt nước này không có thể sử dụng được, do nó bị một cái tình trạng là lỗi không có thể get được cây này, không có load được cây đăng nhập nè. Đó, thì vào trưa ngày hôm nay là coi như là cái clean giọt nước này nó đã được fix rồi, và mình sẽ cập nhật đến cho mọi người là cái clean giọt nước mới nhất luôn. Thì link tải mình sẽ để link dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi và bây giờ mời mọi người cùng đến với cái cách tải thế nào. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống cái phần mô tả cái video này để mọi người nhấn vào cái đường link tải ha. Rồi thì đầu tiên thì mọi người sẽ kéo xuống cái phần mô tả của cái video này để mọi người click vào cái link tải cái clean giọt nước V4 ha. Thì sau khi mà mọi người nhấp vào cái link đó xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể tải được cái clean giọt nước V4 ha. Rồi thì sau khi mà nó ra được cái giao diện như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vuốt xuống cho mình. Đó, thì mọi người vuốt xuống thì nó sẽ có một cái chỗ là hướng dẫn cách lấy mã nè. Thì bây giờ mọi người sẽ làm theo từng bước cho mình ha. Thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái từ khóa tìm kiếm đi cho mình. Đây mọi người click vào nè, mọi người click vào đây thì nó sẽ tự động nó copy ha mọi người. Thì sau khi copy xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhìn vào cái hình nè. Đó, mọi người lưu ý cái đường link này cho mình ha, là betin88.co. Thì mọi người cứ làm theo những gì mà nó hướng dẫn thôi. Đó, thì mọi người nhớ cái đường link này rồi sau đó mọi người nhấp vào cái dấu cộng nè. Đây mọi người nhấp vào cái dấu cộng để nó tạo ra cái tab mới ha. Đó, mọi người nhấp vào. Thì sau khi nhấp vào thì nó sẽ ra một cái tab mới như vậy. Thì bây giờ mọi người vào nhấn vào cái khung tìm kiếm
phím nè. Rồi mọi người đè vào thì nó sẽ ra cái chữ dán ha. Thì mọi người nhấn vào thì nó sẽ ra cái từ khóa tìm kiếm nè. Thì mọi người nhấn enter cho mình ha. Thì lập tức là nó sẽ tìm kiếm cho mọi người. Thì sau khi tìm kiếm xong thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người tìm tới cái trang web hồi nãy. Đây mọi người quay về nè. Đó mọi người quay về, mọi người coi là cái này nó kêu mình bấm vào trang web nào ha. Đây là betting88.co. Rồi mọi người quay về bên đây thì mọi người tìm cái betting88.co ha. Đây mọi người kéo xuống đây betting88.co nè. Đó thì sau khi mà mọi người tìm được rồi thì mọi người nhấn vào cho mình. Đó nhấn vào xong á thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vuốt xuống cuối cùng ha. Mọi người vuốt xuống cuối cùng thì cái phần lấy mã là nó sẽ nằm ở cuối cái trang web nha mọi người. Đây mọi người vuốt xuống thì mọi người sẽ thấy cái chữ là 1S lấy mã nè. Đó bắt buộc là nó sẽ phải là cái chữ 1S đứng đầu nha mọi người. Đó 1S lấy mã thì mọi người nhấn vào thì lập tức là mọi người sẽ đợi trong vòng khoảng 60 giây thì nó sẽ hiện lên cái mã nha mọi người. Rồi thì sau khi mọi người đợi khoảng chừng 60 giây á thì đây thì sau khi mở chạy xong thì nó sẽ ra một cái mã như vậy ha. Rồi bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người nhấn giữ vào cái mã cho mình thì nó sẽ tiến hành nó tô đậm cái mã nè. Rồi mọi người nhấn sao chép. Sau khi sao chép xong thì mọi người quay trở về cái link trang web hồi nãy ha. Đó mọi người quay trở về cái chỗ lấy mã nè. Đó thì sau đó mọi người vuốt lên thì nó sẽ có cái ô nhập mã nè. Thì bây giờ mọi người lít vào rồi mọi người đè cho mình ha, thì nó sẽ ra chữ dán. Rồi mọi người nhấn vào thì nó sẽ tiến hành nó dán cái mã mọi người vừa sao chép ra ha. Rồi sau đó mọi người lít vào cái chữ là nhập mã xác nhận nè. Đó mọi người lít vào xong thì nó sẽ đưa mọi người tới một cái trang web tiếp theo ha. Rồi mọi người tích là tôi không phải là người máy, tích xong mọi người nhấn vào đây để tiếp tục nè. Đó sau khi nhấn vào đây để tiếp tục xong thì mọi người đợi khoảng chừng 3 giây thì nó sẽ hiện lên cái chữ lấy link nè. Thì mọi người nhấn vào lấy link. Rồi thì sau khi mà mọi người đã nhấn vào cái chữ get link xong ấy thì nó sẽ đưa mọi người tới một cái trang web để mọi người tải cái clean về nha mọi người. Đây thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web tải clean về, thì cái clean có tên là clean giọt nước V4.1 fit ha. Thì bây giờ việc còn lại là mọi người chỉ cần nhấn vào để mọi người tải nó về thôi. Rồi thì sau khi mà mọi người đã tải về xong rồi á thì bước tiếp theo là mọi người, những bạn nào mà đang có cái Goblock trên máy á, thì mấy bạn xóa đi cho mình ha. Đây mình đang có cái Goblock cũ trên máy này, mình xóa đi giờ đó, xóa đi nha mọi người. Đó thì sau khi mà xóa đi xong rồi thì tiếp theo là những bạn nào mà chưa có cái ZA driver này nè thì mấy bạn vào trong cái cửa hàng CH Play trên máy mọi người tải giúp mình. Thì ở đây là mình đã tải rồi, tải về xong rồi thì mọi người mở lên cho mình ha. Rồi sau khi mở lên xong thì mọi người sẽ tìm tới cái mục download cho mình. Đây mục download này mọi người nhấn vào. Rồi thì sau khi mà mọi người tải cái file hack này về rồi á thì nó có tên là clean giọt nước V4.1 fix. Đó thì đây là một cái bản fix lỗi nha mọi người. Thì nếu mà mọi người không có tải bản này á, mọi người dùng cái bản cũ á thì nó vẫn có thể hoạt động được, nhưng cái tình trạng là nó sẽ bị lâu lâu thì nó sẽ bị lỗi nha mọi người. Thì mình á thì mình cập nhật tới cho mọi người cái bản nó luôn, thì bản này là nó sẽ fix được hết tất cả các lỗi hiện tại ha. Đó thì tải về xong rồi thì mọi người lít vào này, mọi người chọn cài đặt thôi. Đó thì cài đặt như những cái bản hack đầu trước thôi, thì mọi người chọn cài đặt nè. Đó thì nhờ cài đặt như những cái bản cái link đầu trước thôi. Thì cài đặt xong rồi thì mọi người nhấn mở lên cho mình ha. Đó thì nói chung cái cách cài đặt á thì nó cũng tương tự với lại cái bản cũ thôi mọi người ạ. Thì chủ yếu là cái bản này là nó chỉ fix là một số lỗi thôi. Đó rồi thì sau khi mà hiện ra cái bản như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ nhấn tiến hành mọi người đăng nhập cái tài khoản mọi người vào cho mình ha. Rồi mọi người thì hiện tại thì mình cũng đã đăng nhập vào rồi nha mọi người. Đây thì hiện tại là mình đã đăng nhập vào cái app của mình rồi. Thì sau khi đăng nhập xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào cái tựa game Blockfood cho mọi người xem ha. Đây đó Blockfood nè. Thì mình sẽ tiến hành mình vào xong mình sẽ lấy thử một cái script nào đó để mình vào mình chạy thử xem cái bản hack cho mọi người coi là nó có hoạt động ổn hay không nha mọi người. Rồi thì ở đây mình vào nè, thì bây giờ mình sẽ chọn phe ha, thì mình sẽ chọn phe hải tặc nha mọi người. Rồi sau khi chọn phe rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái hình giọt nước ở trên cái màn hình nè. Đó mọi người ấn vào cho mình. Rồi sau khi ấn vào xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái chữ SK. Rồi sau đó mọi người đây mọi người nhấn vào chữ SK thì mọi người sẽ copy được cái đường link SK nè. Thì sau đó thì mọi người sẽ tiến hành mọi người lên cái trình duyệt trên máy mọi người để mọi người dán cái đường link này vào mọi người ghép cái cây ha. Rồi thì sau khi mà mọi người vào trong cái trình duyệt trên máy mọi người á thì mọi người sẽ tiến hành mọi người dán cái đường link mọi người vừa copy vào ha. Đó thì mọi người đè này rồi nó sẽ hiện lên chữ dán thì mọi người nhấn vào thì lập tức là nó sẽ dán cái đường link mà mọi người vừa được copy vào. Rồi mọi người nhấn enter. Đó thì sau khi nhấn enter xong thì nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang để mọi người get cây như vậy. Thì tại đây mọi người cứ làm theo từng bước thôi. Rồi nhấn là tôi là con người này. Rồi sau khi nhấn xong thì nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó ha. Đó nó kêu mình chọn những cái bánh này thì mình sẽ chọn ha. Đó thì sau khi mà mọi người nhấn kiểm tra xong, nếu mà tích lên như vậy rồi á thì mọi người nhấn get cây cho mình thì lập tức là nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang web tiếp theo ha. Đó thì ở cái trang web này á thì mọi người chỉ cần kéo xuống, mọi người tìm ngay cái chỗ là free access cho mình thôi. Đây mọi người kéo xuống này, thì mọi người kéo xuống từ từ thì mọi người sẽ thấy có cái phần là free access này. Đó mọi người nhấn vào free access rồi mọi người nhấn vào dấu x, rồi sau đó mọi người đợi trong vòng 4 giây ha. Đó mọi người đợi 4 giây rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào dấu x thêm một lần nữa, rồi sau đó mọi người sẽ đợi cho mình khoảng 5 giây, rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào cái chữ là free access.
Đó, nhấn vào free access thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang là checkpoint 2 nha mọi người. Đây checkpoint 2. Đó thì mọi người nhớ làm khoảng 3 tới 4 bước thì nó sẽ ra cái khay ha. Rồi mọi người tích vào tôi là con người tiếp này. Rồi nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó. Nó kêu mình chọn con kiến thì mình sẽ chọn con kiến ha. Rồi chọn xong rồi bây giờ nhấn kiểm tra. Rồi nhấn continue checkpoint 3. Đó thì nó sẽ đưa tới cái trang web giống hồi nãy. Thì tại đây mọi người kéo xuống ngay cái chỗ là free access thì mọi người nhấn vào rồi mọi người nhấn dấu X rồi sau đó mọi người đợi ha. Đó, đợi 4 tới 5 giây rồi sau đó mọi người sẽ tiến hành nhấn dấu X lại thêm lần nữa. Rồi mọi người ở trong cái trạng thái này khoảng 5 giây rồi sau đó mọi người nhấn vào cái chữ là free access. Đó, là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web Checkpoint 3 nha mọi người. Đây trang web Checkpoint 3. Đó mọi người thấy không? Checkpoint 3 nè. Rồi, thì sau khi vào tới trang web Checkpoint 3 như vậy rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào tiếp tục thôi. Tôi là con người này. Rồi nó kêu chọn cái gì mọi người chọn cái đó. Đó, thì nói chung thì cái clean giọt nước V3 thì nó xài tương tự V2 thôi. Rồi, nhấn get cây này. Đó, nhấn get cây xong đưa lại cái trang web giống y hồi nãy nữa. Kéo xuống, tìm những cái chữ free access cho mình. Đâu rồi? Kéo xuống ha. Đây, free access này nhấn vào rồi nhấn dấu X cho mình. Rồi đợi ha, đợi trong vòng khoảng 5 giây. Đó, đợi xong rồi thì mọi người nhấn vào dấu X. Rồi, nhấn vào free access. Đó, thì sau khi nhấn vào free access xong thì mọi người đợi một tí. Thì nó sẽ đưa ra mọi người cái trang khay như vậy ha. Đây thì đây là cái bước cuối cùng nha mọi người. Thì tới đây á, là có nghĩa là mọi người đã có cái khay rồi này. Thì bây giờ mọi người sẽ nhấn vào cái hình kế bên cái khay để mọi người copy cái khay ha. Đó mọi người nhấn vào để mọi người copy cái khay. Rồi copy xong thì bây giờ mọi người vào lại game ha. Rồi thì sau khi mà mọi người đã copy xong cái khay rồi á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người quay lại cái clip nhọt nước như vậy ha. Rồi thì ở đây á, thì mình cũng đã vào lại trong cái block food rồi nè mọi người. Thì sau khi mọi người vào lại xong thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình giọt nước chính giữa màn hình cho mình ha. Đây mọi người nhấn vào. Rồi sau khi mà nhấn vào xong á thì chính giữa là nó sẽ có cái dòng là bát cây thơ thì mọi người sẽ xóa cái dòng đó đi ha. Thì ở đây là mình đã xóa rồi. Sau khi xóa xong rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn giữ cho mình thì nó sẽ hiện lên cái chữ bát này. Thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ bát cho mình ha. Đó mọi người nhấn vào cái chữ bát thì nó sẽ tiến hành nó dán cái cây mà mọi người vừa copy ra nha mọi người. Thì sau khi mà nó dán xong rồi thì bây giờ việc còn lại là mọi người chỉ cần nhấn là very cây thôi. Đó mọi người nhấn xong này, đó mọi người thấy chưa? Thì sau khi nhấn xong á thì có một vài máy thì nó sẽ bị đơ một tí thì mọi người cứ để nó đi thì một tí sau thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng như vậy. Đó. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại á, là mình đã cập nhật đến cho mọi người một cái clean V4.1 mới nhất rồi, không có bị lỗi cái tình trạng lost key nữa. Thì mọi người có thể thấy là mình nhập một phát là nó ra luôn cái bảng H nè mọi người thấy không? Đó. Thì sau khi mà ra được cái bảng như vậy rồi thì bây giờ mọi người chỉ cần nhập cái script mọi người vào để mọi người trải nghiệm thôi. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn phe ha. Đó thì hiện tại là mình đã vào game nè. Đó mình có cái bản nhập script luôn. Rồi thì tới cái bước này rồi á thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống cái phần mô tả cái video này để mọi người nhấp vào cái đường link script ha. Thì sau khi mọi người nhấp vào trong cái đường link script rồi thì á mọi người sẽ tiến hành mọi người làm theo những gì mà trong cái đường link đó nó hướng dẫn để mọi người có thể lấy được cái script nha mọi người. Đó. Thì sau khi mọi người đã lấy được cái script rồi thì sau đó mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái script đó rồi sau đó mọi người vào lại trong cái clean giọt nước cho mình ha. Rồi thì sau khi mà mọi người đã vào lại trong cái clean giọt nước rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người xóa đi cái dòng welcome to này để mọi người dán cái script mọi người vừa copy ra để mọi người chạy cái bản hack nha mọi người. Rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình thùng rác này để nó xóa đi cái dòng welcome to ha. Đây mọi người nhấn vào. Đó, nhấn vào xong rồi thì nó sẽ tiến hành nó xóa đi cái dòng welcome to nè. Thì sau khi mà nó đã xóa xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào. Rồi sau đó mọi người nhấn giữ với mình ha. Đó mọi người nhấn giữ thì nó sẽ ra cái chữ dán hoặc là cái chữ bát á thì mọi người nhấn vào cái chữ đó thì nó sẽ tiến hành nó dán cái script mọi người vừa copy ra nha mọi người. Thì sau khi mà nó đã dán ra xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người kiểm tra lại thêm một lần nữa giúp mình xem coi là cái script khi mà dán ra là bắt buộc là nó phải toàn bộ là tiếng Anh hết nha mọi người. Đây thì hiện tại á thì khi mà dán ra là nó phải toàn bộ bằng tiếng Anh như vậy hết ha. Tại vì có một cái số cái trình duyệt á thì khi mà mọi người dán ra mọi người copy trong cái trình duyệt á thì nó vô tình nó dịch sang tiếng Việt mà mọi người không có biết. Thì mọi người copy cái script luôn thì khi mà copy cái script mà nó có chứa tiếng Việt á thì chắc chắn là nó sẽ không có chạy được nha mọi người. Đó, thì bởi vậy thì khi mà mọi người dán ra xong thì bắt buộc là mọi người phải kiểm tra cho lại giúp mình xem coi là nó đã hoàn toàn bằng tiếng Anh hay chưa. Nếu mà nó hoàn toàn bằng tiếng Anh như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái hình biểu tượng hình tam giác nè. Đây mọi người nhấn vào để nó tiến hành nó chạy cái bảng H lên ha. Đó, nhấn vào xong rồi thì mọi người đợi khoảng chừng vài giây thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng H như vậy. Rồi sau khi mà nó hiện lên cái bảng H như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái dấu X để mọi người đóng cái bảng H lại ha. Đây mọi người nhấn vào dấu X nè. Đó. Rồi, thì cái bảng H này thì ở đầu video là mình đã test cho mọi người xem rồi thì nó sẽ có thể bật tắt được nha mọi người. Đó, nó sẽ có thể bật tắt được. Và nó có những cái chức năng mình rất là thích trong cái bảng H này luôn mọi người ạ. Thì những cái chức năng mà mình muốn ta nói cho mọi người á, đó là cái chức năng Auto Farm Level nè, thì ở đầu video là mình đã nói rồi. Và cái chức năng nữa đó là cái chức năng Auto Farm Chat nha mọi người. Đây Auto Farm Chat là nó có luôn cho mọi người ha, nó rất là ngon luôn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test lại cho mọi người cái chức năng Auto Farm Level cho mọi người xem ha.
Rồi thì đấy là cái fan level, thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái phần là select weapon. Rồi select weapon thì chúng ta sẽ chọn là cái vũ khí ha. Thì ở đây mình chọn cái đó ra lửa là mình sẽ chọn lên led nè. Đó, chọn xong rồi thì mọi người kéo xuống, mọi người chọn cái phần là select mod farm. Đó, select mod farm thì mọi người sẽ chọn cho mình là cái normal mod ha. Đó, normal mod hoặc là fast mod thì ở đây mình sẽ chọn normal. Chọn xong rồi thì mọi người chỉ cần tích vào cái là farm select mod thôi. Đó, farm select mod mọi người tích vào một cái thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người tới cái chỗ nhận nhiệm vụ nha mọi người. Đó, sẽ dịch chuyển mọi người tới cái chỗ nhận nhiệm vụ để nó nhận nhiệm vụ để nó đi đánh quái ha. Rồi mọi người có thể thấy là hiện tại là đây mình đang dịch chuyển lên cái đảo trên trời nha mọi người. Đó, mình đang làm nhiệm vụ trên cái đảo này. Đây mọi người có thể xem nè, này nó sẽ tự động nhận nhiệm vụ nè, thấy không? Đó, tự động nhận nhiệm vụ rồi xong tự động đi đánh nha mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đó mọi người thấy không? Và cái cách đánh của nó rất là mượt nha mọi người. Đó, một lần nó đánh là 6 con nha mọi người. Mọi người có thể thấy nè, là 6 trên 9. Chưa gì hết là đã đánh 6 con trong vòng chưa đầy 10 giây đó mọi người ạ. À, rất là nhanh ha. Đó, thì mọi người cứ chọn giúp mình là cái normal mode là ngon nhất nha mọi người. Đó, normal mode thì khá là an toàn luôn mọi người ạ. À, đây mọi người có thể xem nè. Đó, một lần nữa này. Đấy mọi người thấy giờ một lần là 6 con nha mọi người. Đó, thì sau khi mà farm xong thì sẽ tự động nhận nhiệm vụ. Rồi thì đó là những gì mà trong cái bản hát này mình muốn mang đến cho mọi người ha. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.